Hello, xin chào các bạn. Thì các bạn có biết đây là sản phẩm nào không? Có thể có khá là nhiều bạn sẽ không biết được sản phẩm này tại vì nó đã có tuổi đời là 3 năm rồi. Và đây chính là chiếc Xperia Z5, một trong những chiếc smartphone thảm họa trong năm 2015 tại vì nó sử dụng bộ vi xử lý là Snapdragon 810. Và bộ vi xử lý này làm cho cái máy này bị hiện tượng là quá nhiệt và Sony đã rất là cực khổ để khắc phục cái nhiệt độ trên cái sản phẩm này. Thì hôm nay sản phẩm này đã quay lại thị trường Việt Nam trong năm 2018 với mức giá rất là hấp dẫn. Mình không biết là hiện tại có những nơi nào bán sản phẩm này, nghe nói là khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên thì mình mua ở ngoài Hà Nội thì cái sản phẩm này chỉ khoảng là 1.6 triệu đồng thôi. Một mức giá quá là hời cho một cái flagship cái này 3 năm đúng không? Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn liệu thì với 1.6 triệu đồng chúng ta có nên lựa chọn cái sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái hiện tượng quá nhiệt trên cái sản phẩm này. Thì thực sự khi mà mình mua cái sản phẩm về á thì nó đang chạy cái phiên bản là Android 5.1.1 Lollipop. Và thực sự thì đúng là nó quá nhiệt thiệt. Ngay ở những cái tác vụ bình thường khi mà mình lướt ở trên cái màn hình này, hay là mình chỉ sử dụng Facebook, mình chỉ sử dụng Google Chrome, mình không xem phim với những bạn, không động đến camera, thì cái phần sau của cái máy này, đặc biệt là khu vực camera của nó nóng lên rất nhanh. Và sau đó thì mình đã bấm thử vào camera. Thì khi mà mình bấm thử vào camera ở những cái chế độ quay video thì chỉ khoảng mấy giây thôi là nó sẽ thông báo là hiện tượng quá nhiệt và nó bay ra khỏi màn hình, nó không cho chúng ta sử dụng cái camera nữa. Tuy nhiên thì sau đó mình đã update nó lên cái phiên bản, rất là nhiều phiên bản, nhưng mà hiện tại cái máy mình đang chạy đó là phiên bản Android 6.0 Marshmallow. Thì khi mà mình update cái phiên bản này lên rồi thì cái hiện tượng quá nhiệt đã được kiểm soát rất là tốt các bạn ạ. Khi mà mình sử dụng bình thường hay là mình quay video 4K 1 đến 2 phút mình đã test thử rồi nha, thì cái hiện tượng quá nhiệt nó không bị xảy ra nhiều nữa. Mà thậm chí mình coi video Full HD chơi lên Quân Mobile thì thậm chí là mình thấy nó vẫn giống như gọi là những chiếc smartphone hiện tại ở năm 2018 mà thôi, không bị hiện tượng quá nhiệt. Thì cái nhiệt độ phòng của mình khi mà mình test cái sản phẩm này là khoảng 30 độ C, 28 đến 30 độ C, thì mình thấy là với cái nhiệt độ phòng như vậy và với cái cường độ mình sử dụng như vậy thì cái sản phẩm này không bị hiện tượng quá nhiệt. Như vậy thì các bạn có thể yên tâm về cái việc là cái sản phẩm này sẽ không bị nóng lên quá nhanh. Thậm chí là khi mà sạc thì nó sẽ bị nóng lên và thậm chí gây nổ. Thì cái này thì các bạn yên tâm. Tại vì theo như mình được biết thì cái sản phẩm này có thể lên được Android 7.1 nữa cơ. Tuy nhiên 7.0 nữa cơ. Tuy nhiên thì hiện tại mình chưa nâng cấp nó lên. Nhưng mà sau cái video này thì mình sẽ nâng cấp nó lên. Rồi, về thiết kế thì nó có một cái thiết kế quá là đẹp. Sau 3 năm rồi thì cái thiết kế của Z5 vẫn rất là đẹp. Một trong những tính năng mà chiếc Xperia Z5 này có và hiện tại được khá là nhiều những cái hãng smartphone hiện nay áp dụng, đó chính là cảm biến vân tay ở cạnh bên. Tuy nhiên thì cái cảm biến vân tay ở cạnh bên này thì nó phải không phải là dạng một chạm như các bạn giống như hiện tại, mà các bạn bắt buộc phải kích hoạt cái màn hình này lên thì sau đó các bạn chạm vào tay vào đây thì nó mới kích hoạt được. Tuy nhiên thì đây là cái phiên bản cách đây 3 năm rồi cho nên là mình thấy là cái tốc độ của nó không thực sự nhạy cho lắm. Tại vì những cái bạn nào mà hay đau mồ hôi tay như mình á thì mình gần như là khoảng 50% số lần mình chạm vào cái cảm biến vân tay này thì nó sẽ không hoạt động được. Nhưng mà đây cũng là một điều mà các bạn có thể chấp nhận được một thôi. Tại vì đây là một sản phẩm đã có tuổi đời 3 năm và với mức giá rất là rẻ rồi. Tất nhiên là với cái sản phẩm cách đây 3 năm thì cái màn hình phía trước chúng ta sẽ không thể có cái màn hình là 18:9 được. Nhưng mà đổi lại chúng ta có những gì? Chúng ta có một cái màn hình có chất lượng rất là tốt. Mình thấy là cái chất lượng màn hình của Z5 với cái phân khúc này nha, thì các bạn rất là khó để tìm được một cái sản phẩm nào có cái chất lượng hiển thị tốt hơn cái sản phẩm này. Chúng ta có một cái màn hình độ sáng khá là tốt này, chúng ta có hiển thị màu sắc, các bạn thấy là những icon hiển thị rất là rực rỡ, góc nhìn rộng. Đồng với đó là chúng ta có cái màu sắc hiển thị rất là sống động và nó rất là phù hợp để chúng ta có thể chơi game cũng như là xem YouTube. Mình thì mình dùng cái sản phẩm này để xem YouTube cũng như là lướt Facebook thôi, chứ mình rất là ít khi mà mình dùng cái sản phẩm này để chơi game. Tại vì mình thực ra mình cũng mới mua, thì mua được khoảng hơn một ngày thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì mình thấy là cái màn hình của nó thì quá là tốt trong cái phân khúc giá như thế này. Còn về hiệu năng thì với một sản phẩm Android mà đã có 3 năm tuổi đời rồi thì cái sự già yếu, cái sự chậm chạp là chắc chắn phải có rồi. Tuy nhiên thì cái điểm cộng của cái sản phẩm này là Sony tùy biến cái giao diện của nó rất là ít. Cho nên là đến bây giờ khi mà mình sử dụng, các bạn thấy tất cả mọi tác vụ đều rất là nhanh, rất là mượt mà, không hề có cái sự chậm trễ nào. Thậm chí mình vào tựa game Lego Mobile nó cũng rất là nhanh. Mình thấy là với cái hiệu năng này thì thoải mái để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày và không cảm thấy là giận lát. Tại vì khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm có mức giá thấp á, trong cái phân khúc này thì cái việc hiện tượng giật hay là lát thì nó hiện tượng rất là nhiều. Nhưng mà với sản phẩm này thì các bạn yên tâm nha, với bộ vi xử lý dòng 8 chúng ta sẽ có một cái hiệu năng rất là ok rồi. Nói về hiệu năng thì nó sẽ có 3GB RAM, 32GB bộ nhớ trong và tất nhiên là nó sẽ hỗ trợ thêm thẻ nhớ ngoài rồi.
Tuy nhiên thì viên pin của nó thì không quá lớn, chỉ là 2900 thôi, cho nên là các bạn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở cái thời lượng pin nó có thể sử dụng cho chúng ta một thời gian dài được. Tuy nhiên thì mình thấy là nếu bạn nào mua cái sản phẩm này về để backup, để sử dụng giống như một cái sản phẩm thứ hai thì nó cũng rất là ok rồi, nó không có cái gì để chúng ta đáng phải chê trách cả. Cái điểm mà mình rất là thích ở trên Sony đó chính là về camera. Thì camera trên chiếc Xperia Z 5 này chúng ta sẽ có một cái ống kính G, chúng ta sẽ có một cái camera độ phân giải lên tới là 23 megapixel. Và thực sự thì khi mà mình chụp những cái bức ảnh, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta chỉ cần bấm vào đây và chụp thì chất lượng ảnh chả có gì phải chê cả. Cái chất lượng ảnh của nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đây, nó có thể quay video 4K, nó có rất là nhiều những tính năng vui vẻ như là chụp AR vân vân và vân vân. Thì mình thấy là với cái sản phẩm này thì các bạn cũng với 1,6 triệu đồng mà mình bỏ ra thì mình thấy là quá là hời rồi, quá là hời trong cái phân khúc này rồi. Ngoài ra thì camera trước của nó sẽ có độ phân giải là 80 megapixel, nhưng mà thực sự thì mình mua Sony chưa bao giờ mình chụp selfie cả. Mình chỉ nếu mà chụp selfie chắc mình sẽ chọn những cái máy đến từ thị trường Trung Quốc thì nó sẽ có những cái chế độ làm đẹp ảo diệu hơn. Rồi, nói chung quy lại thì với 1.6 triệu đồng hay là 2 triệu đồng với chiếc Xperia Z 5 này chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một cái thiết kế đẹp, chúng ta sẽ có một cái màn hình đẹp, chúng ta có một cái hiệu năng ok, một cái camera rất là tuyệt vời trong cái phân khúc này rồi, và hiện tượng quá nhiệt cũng được Sony kiểm soát rất là tốt. Thì mình nghĩ là các bạn, nếu mà các bạn đang tìm cho mình một cái sản phẩm để có thể tặng bố mẹ này, hay là các bạn muốn là một người sưu tầm những cái sản phẩm cũ nhưng mà có chất lượng rất là tốt, và hoặc các bạn đơn giản là một bạn yêu thích những sản phẩm của Sony, thì Xperia Z5 là một sự chọn rất là đáng giá trong cái phân khúc giá khoảng là 1.6 triệu đồng dành cho máy cũ 99% mà hàng Docomo cho bạn hàng Nhật nha. Rồi, các bạn có cảm nhận gì về chiếc Xperia Z5 này và các bạn muốn mình làm gì tiếp theo với sản phẩm này? Vui lòng comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.